Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm, ngày 2 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự tối nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Sẵn sàng cho tuần lễ du lịch di sản văn hóa Ba Bể năm 2022. Huyện Chợ Đồn khôi phục công nghiệp khai khoáng. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Hôm nay Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương cần nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương, định hướng bằng nghị quyết, chương trình, kế hoạch có tính ưu tiên, đặc thù và có hiệu lực ngay để phát triển kinh tế vùng nhanh và bền vững. Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân đề nghị xem xét phân cấp thẩm quyền cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển đổi mục đích rừng tự nhiên, đất trồng lúa với diện tích dưới 20 ha và chuyển đổi mục đích đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng với diện tích dưới 30 ha để thuận lợi trong việc triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án xây dựng các công trình giao thông trọng điểm có chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sang mục đích khác nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đại biểu đề nghị cho phép các công trình giao thông quan trọng của các địa phương cũng được áp dụng cơ chế chủ đầu tư được khai thác các mỏ khoáng sản nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng dự án làm vật liệu xây dựng thông thường, không phải thực hiện thủ tục cấp phép, đồng thời áp dụng cơ chế đặc thù về chỉ định thầu với các gói thầu tư vấn và các gói thầu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án, giống như dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Tuần du lịch di sản văn hóa Ba Bể năm 2022. Đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, múa bát của người Tày và lễ cấp sắc của người Dao Tiền Bắc Cạn. Cơ hội tham quan trải nghiệm văn hóa ẩm thực dân tộc và các sản phẩm ô cốp tỉnh Bắc Cạn. Chương trình Farm Trip du lịch Bắc Cạn, cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp lữ hành trên cả nước. Từ ngày 3 đến 6 tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng Ba Bể, thôn Buốc Lốm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể. Thưa quý vị khán giả, chiều nay đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho tuần du lịch di sản văn hóa Ba Bể năm 2022. Tuần du lịch di sản văn hóa Ba Bể năm 2022 sẽ được khai mạc ngày 3 tháng 6 và kéo dài tới ngày 6 tháng 6 tại sân khấu ngoài trời, khu nghỉ dưỡng Ba Bể Resort, Buốc Lốm, xã Khang Ninh. Tại sự kiện này cũng diễn ra nghi lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho hai di sản, múa bát của người Tày Bắc Cạn và lễ cấp sắc người Dao Tiền xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông. Cùng với đó là chuỗi các sự kiện khác sẽ được tổ chức. Qua kiểm tra, hiện nay mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, sân khấu, hệ thống điện, đường cáp quang, bảo đảm an ninh trật tự đã cơ bản được đảm bảo. Hiện các đơn vị đang gấp rút hoàn thành các công đoạn cuối để phục vụ cho buổi tổng duyệt. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị các đơn vị cần chuẩn bị tốt các phương án dự phòng, nhất là đối với hệ thống điện, cáp quang để đảm bảo sẵn sàng khi có sự cố xảy ra. Huyện Ba Bể cần làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông cho các phương tiện về dự sự kiện, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tiếp đón du khách và đại biểu. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 6 tại huyện Ba Bể đã diễn ra hội nghị xúc tiến tiêu thụ bí xanh thơm và các sản phẩm ô cốp tỉnh Bắc Cạn năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Bộ Công Thương, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn một số tỉnh như Cao Bằng, Hà Nội cùng đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa nhấn mạnh, cùng với việc hình thành và phát triển các sản phẩm đặc sản, đặc trưng tiêu biểu của tỉnh cả về số lượng và chất lượng trong thời gian qua, việc tổ chức các hội nghị xúc tiến tiêu thụ sản phẩm của tỉnh nói chung, hội nghị xúc tiến tiêu thụ bí xanh thơm và các sản phẩm ô cốp tỉnh Bắc Cạn năm 2022 nói riêng sẽ hình thành các liên kết bền vững giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Bắc Cạn cũng như doanh nghiệp của các tỉnh thành phố trên cả nước kết nối và phát triển thị trường, mở rộng liên kết. Đây cũng là một trong các hoạt động xúc tiến thương mại góp phần tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế, đầu tư, du lịch, dịch vụ cho tỉnh, là nơi để tỉnh Bắc Cạn giới thiệu các tiềm năng, thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
Tại hội nghị, đại diện Bộ Công Thương cũng định hướng gợi mở để phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương, như tỉnh Bắc Cạn cần có quy hoạch để phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh, tạo việc làm nhiều hơn nữa cho người dân, đồng thời phát triển sản lượng hàng hóa đủ cung ứng cho thị trường. Song song với giải quyết vấn đề sản lượng thì cũng cần sớm giải quyết vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, mã vùng trồng, cần nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm bí xanh thơm, làm tốt hơn nữa công tác quảng bá, thông tin tuyên truyền về sản phẩm nông sản, các sản phẩm chủ lực của tỉnh, nhất là quá trình canh tác của bà con. Tôi cho rằng là tất cả cái sự phối hợp này thì đã mang lại một cái hiệu quả và tạo ra một cái sự cộng hưởng rất là tốt trong thời gian qua để mà giúp là nông sản của Bắc Cạn thì đã có chỗ đứng trên thị trường và được biết đến trên thị trường nhiều hơn. Thì trong đó thì chúng tôi phải thấy là nổi bật nhất đó là cái công tác quảng bá truyền thông cho cái hình ảnh cũng như là những cái thông tin về nông sản của Sơn La của Bắc Cạn. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị địa phương trong và ngoài tỉnh đã cùng nhau chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong khâu sản xuất, chế biến, phân phối và cung ứng sản phẩm nông sản nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Theo đánh giá của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và phân phối các sản phẩm nông sản của tỉnh bạn, thì Bắc Cạn là tỉnh có rất nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực như miến rong, bí xanh thơm, gạo bao thai và các loại cây ăn quả khác. Tuy nhiên, để các sản phẩm này tiếp cận được với các thị trường lớn, thì vấn đề nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như sự vào cuộc của chính quyền các cấp cũng là rất cần thiết. Tỉnh Bắc Cạn, mặc dù là một tỉnh miền núi, nhưng tuy nhiên về cái tiềm năng về những nguồn dược liệu, tiềm năng về những loại cây ăn quả là từ trước đến nay đã được khẳng định. Tuy nhiên, giờ phút này với việc định hướng và phát triển mạnh hơn trong thời gian tới, thì việc truyền thông, quảng bá và tổ chức những sự kiện này là điều thiết yếu và điều rất là cần thiết phải để triển khai. Nó cũng là một cái cơ hội để quảng bá thêm du lịch theo cái mô hình là du lịch trải nghiệm, du lịch miền vườn, tương đồng như du lịch miền vườn của miền Nam. Sự phát triển này nó sẽ song song và đồng thời nó là cái cơ hội để tất cả các doanh nghiệp đang sản xuất có thể tìm kiếm cho mình những đối tác, đó chính là những cái doanh nghiệp phân phối. Không những thì ở trong thị trường ở trong nước mà là còn đưa ra thị trường quốc tế. Để còn phát triển được hơn nữa thì theo mình là cần phải có những cái hỗ trợ rất là mạnh mẽ của phía chính quyền thì mới sản phẩm mới vươn xa và mới được cái số lượng nhiều và với lại chứ còn để cho các doanh nghiệp tự tìm đến nhau và tự chật vật tìm đường ra thì nó rất khó. Một hợp tác xã hoặc một doanh nghiệp để mà đi tìm được điều ra, đầu ra cho một cái sản phẩm ở trên một cái địa bàn nào đó cụ thể thì rất khó. Nhưng đây với cái sự hỗ trợ của chính quyền thì chỉ có chính quyền mới làm được những điều đó. Còn doanh nghiệp tất nhiên cũng làm được, nó sẽ chậm hơn, lâu hơn và nhỏ bé hơn rất nhiều. Tại hội nghị đã có 10 bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của các hợp tác xã trong tỉnh và các doanh nghiệp đến từ Hà Nội, Hải Phòng được ký kết. Đây sẽ là cơ hội lớn để các sản phẩm nông sản của tỉnh có mặt tại các thị trường lớn trong nước, dần hiện thực hóa mục tiêu của tỉnh là tập trung phát triển nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông lâm nghiệp, từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa, phát triển mạnh công nghiệp chế biến, phát triển nông lâm nghiệp gắn với hoạt động du lịch, phát triển các sản phẩm đặc sản bản địa, sản phẩm chủ lực OCOP, sản phẩm hữu cơ. Thưa quý vị và các bạn, tuần lễ du lịch di sản văn hóa Ba Bể năm 2022 sẽ được diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 6. Đây là sự kiện văn hóa lớn trong năm 2022 của tỉnh và lần đầu được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc, đánh dấu sự phục hồi của du lịch địa phương sau thời gian dài bị ngưng trệ vì dịch bệnh. Để sự kiện này diễn ra thành công, hiện nay những công việc cuối cùng cũng đang được các đơn vị liên quan gấp rút thực hiện. Sân khấu ngoài trời tại khu nghỉ dưỡng Ba Bể Resort Bốc Lốm, xã Khang Ninh sẽ là nơi tổ chức chính của tuần lễ du lịch di sản văn hóa Ba Bể năm 2022 với các hoạt động như chương trình nghệ thuật chào mừng, nghi lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho hai di sản Búa Bát của người Tài Bắc Cạn và lễ cấp sắc của người Giao Tiền, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông. Liên hoan ẩm thực dân tộc và trưng bày giới thiệu các mặt hàng nông sản OCOP Bắc Cạn, liên hoan hát then đàn tính và trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Bắc Cạn. Hiện nay, việc lắp đặt sân khấu ngoài trời, xây dựng các gian hàng OCOP, chuẩn bị các phương án đảm bảo điện, cáp quang, phục vụ truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh và truyền hình Bắc Cạn cũng đã được hoàn thành. Vâng, thưa khán giả, phía sau tôi đây là
khu vực sẽ diễn ra tuần du lịch di sản văn hóa Ba Bể diễn ra vào đêm ngày 3 tháng 6. Để cái sự kiện này diễn ra thành công thì hiện nay mọi cái công tác chuẩn bị cũng đang được gấp rút thực hiện. Thì tại cái sự kiện này cũng sẽ diễn ra rất là nhiều cái hoạt động mang đậm cái bản sắc văn hóa của vùng đồng bào dân tộc Bắc Cạn, và các cái lễ hội ẩm thực cũng như hát then đèn tính, cũng như là trang phục biểu diễn trang phục dân tộc. Và đây hứa hẹn sẽ là một cái sự kiện mang lại nhiều cái trải nghiệm hấp dẫn cho du khách cũng như đại biểu. Để phục vụ cho tuần lễ du lịch di sản văn hóa Ba Bể năm 2022, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã tổ chức hai đoàn farm trip gồm 100 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, hiệp hội du lịch các tỉnh, báo chí trung ương và địa phương đến khảo sát tiềm năng du lịch tại ba huyện Na Rì, Ba Bể và Ngân Sơn. Ngay sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cái kế hoạch tổ chức tuần du lịch di sản văn hóa Ba Bể, thì Ủy ban nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn là tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành cái kế hoạch tham gia cũng như là phối hợp với Sở Văn hóa để tổ chức những cái nội dung trong cái khuôn khổ tuần lễ du lịch và di sản văn hóa Ba Bể năm 2022. Với sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng như hiện nay sẽ là tiền đề quan trọng để tuần lễ du lịch di sản văn hóa Ba Bể năm 2022 đạt được kết quả mong đợi, qua đó góp phần giúp ngành du lịch của tỉnh cũng như của huyện Ba Bể ngày càng chuyên nghiệp, tổ chức nhiều sự kiện quy mô hơn, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và hứa hẹn sẽ là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Nằm trong khuôn khổ chương trình tuần lễ du lịch di sản văn hóa Ba Bể năm 2022, Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Bắc Cạn tổ chức farm trip du lịch với điểm đến khảo sát đầu tiên là huyện Na Rì. Chương trình farm trip du lịch Bắc Cạn có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh, các đoàn khách du lịch cùng các cơ quan báo chí truyền thông trung ương và địa phương. Đoàn farm trip đã đến tham quan các điểm du lịch và khảo sát tiềm năng du lịch của huyện Na Rì như tiềm năng du lịch nông nghiệp, vùng trồng cây rong giềng, chế biến miến rong, các danh lam thắng cảnh như động Nàng Tiên, hồ Khuổi Khe. Hiệp hội du lịch các tỉnh, doanh nghiệp và công ty lữ hành cũng đã dự hội thảo phát triển du lịch huyện Na Rì do Ủy ban nhân dân huyện tổ chức và đóng góp nhiều ý kiến để địa phương bổ sung vào những kế hoạch, định hướng phát triển du lịch của huyện trong thời gian tới. Thông qua chương trình farm trip sẽ giúp cho các doanh nghiệp, công ty lữ hành biết đến các tiềm năng du lịch của huyện Na Rì và kết nối xây dựng tour tuyến đưa khách du lịch đến với Na Rì nhiều hơn. Thưa quý vị, hôm qua, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giám sát công tác quản lý sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong lĩnh vực giáo dục tại huyện Na Rì. Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, công tác lập dự toán, việc quản lý sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong lĩnh vực giáo dục được ngành giáo dục huyện thực hiện theo đúng quy định. Hàng năm thực hiện kiểm tra giám sát thường xuyên việc quản lý tài chính, tài sản công và giao nhiệm vụ cụ thể cho tập thể, cá nhân thực hiện. Đồng thời chỉ đạo bộ phận kế toán báo cáo quyết toán ngân sách, công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hiện hành. Đoàn công tác đã trực tiếp trao đổi những nội dung liên quan đến công tác chi thường xuyên, quá trình thanh quyết toán theo định mức chi, kịp thời ghi nhận những khó khăn vướng mắc, các ý kiến kiến nghị của địa phương. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bắc Nạm đã hoàn tất việc hỗ trợ vật tư cho nông dân sản xuất vụ mùa theo Nghị định 35 của Chính phủ. Việc hỗ trợ được thực hiện cho diện tích 110 ha tại 10 trên 10 xã của huyện. Để đảm bảo mùa vụ, huyện sẽ hỗ trợ nông dân hai giống lúa là Việt Lai 20, G02, hỗ trợ 4 loại phân bón là phân hữu cơ vi sinh, đạm, lân, kali. Ngoài ra, người dân còn được hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật. Việc hỗ trợ thực hiện các mô hình sản xuất theo Nghị định 35 của Chính phủ giúp bà con nông dân chủ động hơn về kế hoạch sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng. Thưa quý vị, sau gần 6 tháng giãn cách xã hội ở nhiều cấp độ, nhiều đơn vị khai thác khoáng sản ở Chợ Đồn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự chủ động thực hiện nhiều giải pháp, các đơn vị đã dần phục hồi sau thời gian dài ngưng trệ do dịch COVID-19. Giá đầu vào nguyên liệu tăng cao, các sản phẩm đầu ra tồn đọng và khó khăn về nguồn lao động là thách thức với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kim loại màu Bắc Cạn. Trong thời điểm năm 2020 và những tháng đầu năm 2022, do tác động của dịch bệnh COVID-19, để giữ nhịp sản xuất, thời gian giãn cách, đơn vị tổ chức cho một bộ phận công nhân thực hiện 3 tại chỗ để hoàn tất những đơn hàng xuất khẩu dang dở. Bắt đầu từ tháng 4 vừa qua, đơn vị phải thường xuyên liên lạc với khách hàng, kiểm tra tiến độ giao hàng và ưu tiên thực hiện những đơn hàng phải xuất ngay. Cũng có nhiều thời điểm là phát sinh cái tình trạng là thiếu lao động. Rồi bên cạnh đó nữa thì có
nhiều thời điểm là do cái việc mà di chuyển giữa các tỉnh thì gặp nhiều khó khăn, do đó cho nên nó cũng ảnh hưởng liên quan đến vấn đề về công tác điều hành sản xuất cũng như là xử lý các cái vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên thì đơn vị cũng đã chủ động xây dựng cái kịch bản điều hành với các cái phương án, rồi bên cạnh đó nữa thì cũng đã linh hoạt trong quá trình điều hành. Do đó cho nên là cơ bản là cũng có chịu tác động bởi dịch Covid-19 nhưng mà cũng đã không ảnh hưởng nhiều liên quan đến vấn đề về công tác điều hành sản xuất. Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19, giá xăng dầu, chi phí sản xuất tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản ở chợ Đồn. Trước những khó khăn liên tiếp, hiện nay 12 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác trì, kẽm, sắt, đá vôi, cát ở địa phương này đã chủ động xây dựng chiến lược sản xuất trong bối cảnh bình thường mới để tồn tại, duy trì và phát triển. Phần lớn các đơn vị làm tốt khâu sản xuất ba tại chỗ, chủ động tái cấu trúc quy mô sản xuất. Ước tính đến đầu tháng 6, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Chợ Đồn đạt hơn 150 tỷ đồng, bằng 115% so với cùng kỳ năm ngoái. Thì năm nay thì mặc dù là tình hình Covid cũng rất là tương đối phức tạp, nhưng mà cái việc triển khai thực hiện lao động sản xuất của các công ty đơn vị thì vẫn được duy trì. Nhờ có việc công tác thực hiện công tác phòng chống Covid tốt, tiếp tục là tăng cường và tạo điều kiện trong cái việc sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, cơ sở và của nhân dân, đặc biệt là các cái công ty đóng trên địa bàn, công ty doanh nghiệp đóng trên địa bàn, để từ đó thì cũng có cái điều kiện để nguồn thu. Có thể nói với việc thay đổi cách thức quản trị, xây dựng và điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế, đa dạng hóa kênh bán hàng, hình thức bán hàng, nhiều đơn vị khai thác khoáng sản ở chợ Đồn tiếp tục đảm bảo sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị, hôm nay Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Tú, huyện Bạch Thông. Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6 năm 2022 được chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNEP phát động với chủ đề Chỉ một trái đất, nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Được biết năm 2022, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông phấn đấu về đích nông thôn mới, hiện còn 7 tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí về môi trường. Do vậy, buổi lễ có ý nghĩa phát động, kêu gọi, khuyến khích người dân tích cực cùng nhau thay đổi thói quen cuộc sống hàng ngày để giảm gánh nặng ô nhiễm môi trường tự nhiên và bảo vệ sức khỏe, đồng thời đoàn kết, đồng lòng trong xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho một hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Tú. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, huyện Bạch Thông đã thành lập các đoàn công tác đi thăm tặng quà cho trẻ em trên địa bàn. Huyện Bạch Thông đã tặng 45 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các xã Cẩm Giàng, Quân Hà và Mỹ Thanh. Các ngành, địa phương ở huyện Bạch Thông đang tổ chức cho học sinh có một kỳ nghỉ hè lành mạnh, bổ ích. Cấp ủy Đảng, chính quyền cùng các ban ngành, đoàn thể ngày càng dành nhiều sự quan tâm, chăm lo hơn đến trẻ em, tập trung quản lý, giáo dục, tạo sân chơi vui tươi cho các em trong dịp hè. Hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng mùng 1 và mùng 2 tháng 6, ngành y tế Bắc Cạn đã triển khai chiến dịch uống bổ sung vitamin A kết hợp với tẩy giun cho trẻ dưới 5 tuổi nhằm cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em trên địa bàn tỉnh. Chiến dịch được tổ chức tại 8 trên 8 huyện thành phố. Ngoài việc cho trẻ uống bổ sung vitamin A và thuốc tẩy giun, chiến dịch còn lồng ghép hoạt động cân đo chiều cao để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em. Chiến dịch sẽ diễn ra trong tháng 6. Trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch, ngành y tế đã phối hợp với các ban ngành liên quan, chỉ đạo các đơn vị y tế cơ sở tổ chức tuyên truyền về lợi ích và tầm quan trọng của việc uống vitamin A kết hợp tẩy giun định kỳ cho trẻ, bố trí điểm uống khoa học, phân chia thời gian hợp lý nhằm tránh tập trung đông, mất an toàn cho trẻ, tránh bỏ sót đối tượng. Trường tiểu học Nà Phạc, huyện Ngân Sơn vừa được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường tiểu học Nà Phạc được thành lập từ năm 1990, trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển. Đến nay, trường có đầy đủ phòng lớp học, phòng chức năng, phòng hành chính và các hạng mục khác phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập của học sinh. Năm học 2021-2022, trường tiểu học Nà Phạc có tổng số 22 lớp học, hơn 450 em học sinh, có gần 40 cán bộ, giáo viên và nhân viên đạt chuẩn theo quy định. Đội ngũ giáo viên nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt 100%.
Nhiều năm liền, nhà trường đạt tập thể lao động xuất sắc và là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua bậc học. Như vậy, đến nay, huyện Ngân Sơn có 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm 2022, huyện phấn đấu duy trì và nâng cao tiêu chí của các trường đã đạt chuẩn và phấn đấu có thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Thưa quý vị khán giả, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức tuần du lịch di sản văn hóa Ba Bể năm 2022 và đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh Bắc Cạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai mạc tuần du lịch di sản văn hóa Ba Bể năm 2022 trên sóng truyền hình. Thời gian diễn ra từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2022. Và từ đây chương trình thời sự tối nay cũng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn, địa chỉ bắc cạn tv.vn.